15X Bình Dương xin chào bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị ha. Hồi nãy thì 15X vừa cũng lớn nhưng mà chưa có quay cận cảnh cho bà con cô bác xem như thế nào. Thì bây giờ 15X sẽ vào quay cận cảnh cho bà con xem ha. Ở đây 15X thấy bà con cô bác đến viếng mộ chú Du Linh. Dạ con chào các cô ha. Dạ. Đó, thì hôm nay là chị Hồng Ngọc cúng cho chú Du Linh lớn quá trời lớn luôn nè. Đặc biệt là cái bánh kem rau câu, cái hình chú cụi. Chú cụi ngồi trên cây đa, ở đó trên là luôn. Có cái mặt trăng, khung trăng ha. Quan kia luôn. Đây rồi. Chưa mà. 11 giờ đem lên. 11 giờ đem lên anh đây. Dạ. Đó thì bây giờ 15X quay cận cảnh này nha. Đây là cái bánh bánh xôi. Nó quay cận cảnh cho bà con xem nha. Cận cảnh là bánh xôi và chè cho nước. Chè cho nước đúng rồi. Và đặc biệt là một cái là mít đúng bằng đó, đúng bằng đó. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là nhiều màu nữa, 15. Đúng rồi. Nhiều màu nữa bà con mình ha. Dạ. Quá trời màu sắc. Đây màu sắc rồi bà con mình ha. Dạ. Những cái cây đèn nến này rất là thơm nha. Dạ. Đây là xôi mít. Cô có bao giờ hay cô thấy xôi mít chưa? Bữa nay mới thấy xôi mít ha. Thì cái món này á là hàng độc quyền. Hàng độc quyền dạ. Đó, hàng độc quyền ha. Hồng Ngọc ra kính dân nha bà con. Dạ. Thì bây giờ là bên phía Hoa Viên họ cũng chuẩn bị cái công tác là cúng lớn. Tiếp tục của chị Linh ha. Sáng nay là chị Hồng Ngọc cúng xong rồi, giờ chuẩn bị tới chị Linh bên Út cúng. Chị Hồng Ngọc ở Châu Đốc An Giang. Châu Đốc An Giang. Đó. Đặc biệt là những cái bánh hình chú Thỏ dễ thương. Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc. Trời ơi, Thỏ Ngọc. Đó, cô gọi nó là Thỏ Ngọc. Dạ. Cái hoa này là của hoa đó cái chị Hồng Ngọc luôn. Vậy nãy giờ hiểu đúng ha, của chị Hồng Ngọc ha. Dạ. Cô Ngọc ơi. Bên đây đang làm công tác chuẩn bị. Dạ. Cô Ngọc ơi, cô cũng quá đẹp luôn. Cô quá đẹp luôn. Hôm nay cô 71 tuổi, cô mới thấy lần đầu tiên nha. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đó. Nhưng mà tất cả các anh em YouTube là chưa thấy chị Hồng Ngọc sao luôn á. Bây giờ 15X review về cái hoa cận cảnh hoa cho bà con xem nha. Hoa thì có gồm có hoa hồng nè, hoa cẩm chướng nè. Hoa này đó, hoa hồng. Bên kia thì như sông bá. Đó, bên có hai chú bướm nữa ha. Đó, để cái hình là chú Anh Đài luôn cái con. Bên kia là sông bá, bên kia là chú Anh Đài. Bên kia là sông bá. Mà đây là chú Anh Đài này. Cái này là như là chị cố tình đó. Chị cố tình nè, thấy không? Đó, không phải, đây là cái kỷ niệm sao mà anh gọi cái từ cố tình vậy? Mấy cái hoa này đẹp quá ha. Quá đẹp luôn. Cái hoa hồng này thật sự là ba màu chứ không phải là hai màu nha. Màu vàng, màu trắng và màu hồng. Nó hơi vàng vàng ở giữa nữa. Đó. Ở bên kia giờ 15X review cái mâm cúng bên đây ha. Đó thì hôm nay là phải nói là hai quý cô Hồng Ngọc và quý cô Mitsy Linh cũng rất là lớn cho chú luôn đó, ai cũng yêu quý chú Du Linh hết, mọi người đều dâng lên cho chú những cái món tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất có thể đó. Cứ quay tới quay lui là 15X lại để cái chiếc bánh kem của hình chú cụi ngồi trên cây đa. Chú cụi ngồi trên cây đa ha. Đó, và đúng hôm nay là ngày Tết Trung Thu, ngày 15 tháng 8. Thì hồi nãy thì 15X cũng có mời chú dùng trà luôn ha. Đây, cho 15X qua nha. Đây là cái trà rất là đặc biệt. Trà hoa. Trà hoa ha. Thì mỗi cái gọi là một cái gì ta, giống như viên trà vậy đó, viên trà mà chúng ta chế nước cái nó nở ra một cái bông hoa. Đúng rồi. Đó, gọi là trà hoa. Trà này thì của nước ngoài nha, ở Việt Nam thì mình chưa thấy.
Sao hoa nè cô, tức là cái viên giống như viên tro nước vậy, khi mà mình đổ nước vô bắt đầu nở ra cái bông hoa. Đó. Đó thì ở các cô thấy không? Đây là cái mâm cúng rất là hoành tráng ha. Đó, năm nay là ngày Tết Trung Thu. Một cái điều đặc biệt chỉ có tại mộ của chú Vũ Linh. Ôi, ông bãi tới kìa. Đó. Ông thấy hoa bay tới đâu rồi? Đó. Ông đi tìm hoa. Dạ, tụi con cảm ơn cô. À, đặc biệt là cái xôi này là 15 mét, thấy là xôi ba màu nha. À, bốn màu, sáu màu. À, ba bốn màu luôn á. Cái sáp này là ăn nhiều màu lắm cho con ha. Con nói là cái xôi là ba màu ha, còn cái về cái phần trang trí ở trên là có thêm màu khác nữa. Cái sáp này là mình cái nào? Ăn được không? Cái đèn cầy này đặc biệt cái là chúng ta có thể là ăn được luôn nha. Đèn cầy thơm không? Thơm á. Cái này của chị Hồng Ngọc. Cái đèn cày nào, đèn cày thực phẩm chúng ta có thể là ăn được mà không bị gì luôn á. Dạ. Không, cái này là sự thật nha, 15 mét. Cái nào 15 mét là họ nói không có nói dốc, không có nói chơi nha, nói là mình nói thiệt. Tại vì khi mà chúng ta đốt lên là chúng ta nghe một cái mùi thơm rất là thơm luôn. Dạ. Đây là có mùi thơm của bánh đó con, rồi mùi thơm của mít nữa, nói chung là rất là nhiều mùi hương, nhưng mà tất cả là hương thơm hết. Những cái chú thỏ ngọc dễ thương ha, rồi chú cụi ngồi trên gốc cây đa ở trên cái bánh kem rau câu, rồi những cái chú thỏ ở làm bằng rau câu luôn nè, chú thỏ mà làm bằng rau câu luôn ha. Những cái người thợ như những cái người nghệ nhân họ rất là khéo đó để tạo nên một cái chiếc bánh kem bằng rau câu. Đó. Đây là những cái hoa làm bằng cái gì ta? Mình gọi là đậu xanh, đúng rồi, đậu xanh ha. Cái này là đậu xanh nè. Đậu xanh nha. Đậu xanh làm ra cái nhân. Đúng rồi, đậu xanh đó anh. Cái này người ta kêu bằng đậu xanh làm màu. Đậu xanh người ta pha màu, sao mình đậu xanh làm màu? Đậu xanh làm màu. Đó, nãy giờ thì 15 mét review hai cái tràng hoa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ha. Rồi cái thứ hai á là 15 mét review về cái xôi mít. Cái thứ ba đó chính là cái bánh kem rau câu. Và đặc biệt là hôm nay là có thêm cái dĩa trái cây 5 tầng. 4 tầng là trái cây ha, trong đó có 1 tầng 2 tầng cam, 2 tầng á là táo Mỹ. Và một tầng ở trên cùng đó chính là kẹo sô-cô-la. Rồi, đối với cái này là bánh bao hay gì ha? Cái bánh này nè. Bánh bao. Bánh bao hình chú thỏ ha. Thì thường thì Trung Thu á là sẽ có liên quan đến là thỏ ngọc đúng không? Đó. Thỏ, cô Hằng gì đó. Rồi chú Cụi, nói chung là liên quan đến những cái... Thỏ ngọc mà. Chị Hồng Ngọc làm thỏ ngọc. À, chị Hồng Ngọc là Võ Ngọc ha. Trời ơi, ghê thiệt. Ngộ ha, lần đầu tiên mới thấy luôn á. Đó thì tôi yêu chàng Lê Sơn Bá. Nói chung là hôm nay là ngày Tết Trung Thu, cho nên đó là chị Hồng Ngọc cũng như là chị Linh gửi gắm đến cho chú Vũ Linh những cái món quà đặc biệt ha, cũng như là không chỉ cho gửi cho chú không đâu, mà còn gửi cho tất cả các anh em YouTuber cũng như ekip đó, những cái chiếc áo màu đỏ, rồi những cái nón màu đỏ nè, rồi những cái bánh Trung Thu, rồi những cái mâm cúng rất là hoành tráng luôn, chưa bao giờ thấy đó. Thì đây là những cái điều mà chỉ có tại mộ của chú Vũ Linh thôi. Thì hiện tại không biết là mộ của chú là được bao nhiêu ngày rồi ha. Hôm nay thì 15 mét nghỉ là cũng gần 7 tháng rồi. Cô ơi, ở đây mình ngồi nghỉ đi con.
Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho 15 hết ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.